Hi, chào bạn đến với Trung Nguyên TV. Đây các bạn, đấy hôm nay lại một xe luôn các bạn nhé. Lâu lâu mình không lên thì mỗi khi lên thì lên rất nhiều. Đấy, các bạn nghe thấy câu quen quen chưa? Nhưng mà thực sự là nhiều luôn các bạn, 11 bao luôn nhưng mà hề ít một tí nào luôn nhá. Cá hôm nay thì cực đẹp cực khủng. Đấy, tại sao cực đẹp cực khủng? Khủng là size to, thằng đẹp thì chắc chắn là cá bên mình thì hầu như lô nào lên thì đều đẹp hết rồi. Đấy, cơ bản là sai khủng. Đấy, lô hôm nay cá to. Cá sai tầm cũng phải là đến 40-50 các bạn. Đấy, và cả một lô sai nhỏ nhỏ sai khoảng 15-20. Có cả hình như coi đen đấy. Đấy, thì 11 bao luôn. Tha hồ. Mấy hôm nay trời thời tiết nóng lực quá các bạn, cũng lười lên cá. Thì hôm nay mới dọn dồn bể lại để có bể để lên. Đấy, lên một phát rồi lên nhiều luôn. Cho các bạn tha hồ lựa chọn thoải mái luôn. Thôi ok với các bạn nhá. Giờ mình sẽ cho vào, đẩy vào rồi quay chi tiết các bạn xem nhá. Ok các bạn. À, các bạn ơi, đây mình đã vừa cho cá ra rồi nhưng mà vì số lượng bao cá về quá nhiều ấy, nên là mình sẽ phải cũng quay dần dần thôi chứ không một loạt hết ngay được. Đấy, vừa đổ ra các bạn nhìn thấy cá đấy, to có to khủng rồi nhá, xong lại có hàng bé siêu đẹp luôn. Đây là mình sẽ quay dần luôn cho các bạn xem, nhưng mà tí lại không thể quay một phát cho ra hết được, sẽ quay lần lượt thôi. Đây, rất đẹp các bạn. Đấy, hàng khủng và hàng đẹp thì mình nói rồi đấy. Đây, hàng độc luôn này. Đấy, màu này rất là độc luôn. Tô này có cả coi bướm nhá. Đây, bướm ánh kim luôn này các bạn này. Đấy, ánh kim rất đẹp luôn. Chứ còn mấy cái màu cô hoa cu rất là đẹp rồi. Chứ công nhận là nhìn cái màu em này nổi quá. Rất nổi luôn. Bướm. Đây. Đây. Cũng đuôi bướm đuôi dài các bạn. Đây, anh kim. Còn mấy cái vàng này đầu rất là sạch luôn này. Ê, nhảy ra ngoài thế. Múc bơn nhỏ sang cái chậu ấy đi, múc bơn nhỏ sang chậu dài dài kia, xong là tí đổ vào đấy cho nó dễ. Cũng đuôi dài. Đây, cũng ánh kim. Đây có em phải rồng đúng không ạ? À đây, đây đây đây. Đây, em này rất đẹp các bạn. Con này đẹp ở chỗ là thứ nhất là nó là dòng da trơn này, đuôi su này. Đấy, đẹp thứ hai nữa là cái hàng vảy trên lưng nó màu đen rất là đậm, nên là nhìn con cá này nó rất là nổi. Đấy, một hàng thẳng tăm tắp, đều tăm tắp luôn từ trên đầu cho xuống tận đuôi. Đấy, đều màu nó rất là đậm màu. Nên là nhìn thấy nó con này đấy, rất là nổi cá luôn các bạn. Quá đẹp luôn. Trắng. Đấy, còn nhẹ như thế. Còn mấy màu, hai màu, ba màu thì nó hàng nó quá nhiều rồi. Ui. Maruten, ui, đầu rồi, cân chưa? Màu đỏ đậm luôn.
quá cần, cần quá cần luôn. Quá đẹp. Đây, cá to đây các bạn. Cái này lẫn cả to lẫn bé. Đó tay. Rồi các bạn, sai khủng nhá. Đấy, đúng đậm chất nghĩa khủng luôn này các bạn nhìn này. Hơn 2 cân một em là cái chắc. Quá to luôn. Đây. À, đặc biệt có một em lại em mặt người. Ôi, lâu lắm mới gặp. À, đầu ngắn. Gọi là thỉnh thoảng gọi là đầu đầu cái đầu cá hồi. Lâu lắm mới gặp một em đầu ngắn như thế này. Thỉnh thoảng mới có. Đấy, gọi là cám mặt người. Mặt ngắn. Rất hay đấy các bạn. Đây, các bạn nhìn ngang sẽ thấy này. Đấy, thấy chưa? Nhìn ngang mới thấy cái độ xinh xắn của cái con này. Thấy không? Hàng này cực kỳ hiếm luôn. Thỉnh thoảng lâu lắm rồi đấy. Mới gặp cho một em nhưng mà em lại là to như này, đẹp thế này nữa. Còn bình thường nó chỉ có bé thôi. Nhưng mỗi lần lên ăn nhìn cá nhìn rất là ngộ các bạn. Cực ngộ luôn. Đấy các bạn nhìn một em cá bình thường mồm sẽ dài bình thường này. Đấy. Em này đầu rất là ngắn. Dội nước đi. Dội như suốt từ nãy giờ chả dội. Đây. À, bò sữa. Tai khủng. Thả bể nào thì sẽ dội ở bể đấy. Đấy. Đó là tí nữa mình sẽ thả ra bể mình quay cho các bạn xem cả đàn chứ còn nhiều như này thì khó. Anh kim này to chưa, body cực đẹp luôn. Anh kim to quá, quá to luôn. Quá to luôn. Quay tiếp cái lô nhỏ này. Ủa, gọi sang bên kia đi. Cá to rồi, gọi bên kia để cứ thả vào kia. Ôi, em này chắc là nhỉ quá. Có mỗi em kia độc độc thì vứt sang bên kia rồi. Có một con đầu trắng, đầu trắng. Gáy gù rồi. Anh kim này, bướm này. Đuôi này đuôi bướm này, anh kim. Rồi. Con trắng đầu đỏ khá đẹp. Thôi, ok. Ờ, rồi nó yếu yếu. Đấy, giờ mình sẽ thả ra đã xong lại lấy chậu để cho tiếp lô này ra đã các bạn nhé. Lại đợt 2 đấy các bạn. Hai này thì đây là toàn cá to luôn. To rất là to luôn.
bạn nào cần cá to thì liên hệ nhá. Rất là to luôn. Ôi trời ơi. Kia cá bé, thế còn hai bao kia, một bao to một bao bé. Có coi đen kìa. Bà có đen nhưng bây giờ mới có. Đây, quay trước cái to các bạn xem đây. Wow. Đầu hình chữ Y. Người mỗi trắng đen thôi các bạn. Mỗi đầu nó có đỏ, đấy, trông nó cũng rất là độc. Quay hình chữ gì luôn. Rất đẹp các bạn. To. Quá to luôn. Ôi trời. Đây, chậu này có thước đo, mình đo sai luôn các bạn xem đây. Ôi, nước đầy quá. Cá đến đây là size 50. Nước đầy quá. 45. À 50 kia. 50. Đấy, size 50. Đây. Em này thì size với các bộ size 45. Còn mấy em to thì size 50. Tóm lại là size với 45 50 các bạn. Cá vĩ đại. Anh Kim. Đây, to chưa? Em này to, body A kìa. Màu sắc quá ok luôn các bạn. Đây. Em này đẹp này. Đó. Màu trắng nhiều, đỏ ít. Đấy. Nó lại còn xoay xoay tròn ở đầu nữa này. Em này thuộc dòng Maruten rồi. Cái tròn ở đầu rất là cân. Đây, cá xài nhỡ nhỡ đây. À đây có còn một chậu to. Cái bao kia là còn một bao này nữa, nhỏ nhỏ thôi. Chậu này hơi chật này. Đấy, quay nốt to để quay sang quay hàng bé. À, rất đẹp các bạn nhìn, đẹp không? Ảnh kim luôn nhá. Đấy, đẹp thế. Đây, hai bên mau mò mà nó trắng này. Mỗi đỏ đậm, đậm, rất đậm luôn từ đầu. Chạy xuống khá bảnh. Quá đẹp, rất đẹp các bạn. Này nhìn thấy em nào này chưa hả? Mồm à, chất chưa? Đùa được. Bướm này. Cái bướm. Đâu nha, coi đen đâu nha. Chu đây nha, đấy. Đen xì các bạn. Size khoảng 30 này. Có một em này thì có hai em rồi ạ. Đúng rồi, đen thì hầu như là ít như này thì tích tắc. Đăng lên thì ai chốt được nhanh thì có thôi. Mà chốt thì chắc chắn là cũng nhiều bạn gọi ấy. Được hai em đen. Chắc chắn là nhiều bạn gọi nên là nhiều khi là mình cũng không biết là bạn nào gọi. Ôi con này đen hầu như gần đến bụng luôn. Nhìn ngang thì không thấy vàng. Ngửa lên mới thấy. Đây là gọi là rất là đen luôn. Đấy, chậu này được hai em đen. Mấy chậu này được mấy em? Một em đen bé này.
em này nó gọi là đen nhưng không được đen lắm. Đấy một em nữa. Trời ơi, bắn quá. Ôi giời, tưởng vừa thấy một em đen nữa đâu nha. Chui đâu rồi. Đầu xô à. Không thấy luôn. Rồi, ok các bạn. Đấy, tình hình là rất tình hình là như vậy. Mà bị kèn. Wow. Tuyệt hết người luôn các bạn ạ. Cá to nó dãy quá. Đấy, giờ mình sẽ cho cá vào bể rồi quay video các bạn xem nhé. Để quay cả bể nhìn cá nó mới chất dần chật, chất lượng. Đây các bạn. Còn mỗi hai chậu kia nữa là thả xong rồi. Thì bể này cũng nhiều cá quá rồi nên là phải cho bớt sang bể kia các bạn. Đấy, nhìn thì vẫn thưa thưa thôi nhưng mà cá to nên là cũng không dám thả dày quá. Đấy, các bạn nhìn thấy đã. Đấy, mình ngày nào cũng nhìn cá nhưng mà mỗi lần lên cá to như này nhìn vẫn đã. Nhìn con cá to nó đẹp nó khác luôn. Đây. Đây, lô cá bé đây. Rất đẹp luôn các bạn. Có con bướm chứ. Đây, có chậu đo để đo thử cho các bạn xem luôn. Đây, những em to về lô này dễ sai đây. Đúng 50 luôn, hơn 50, 51 rồi kìa. Đấy. Đấy, là sai là từ 40 đến 50. Bé bé đấy. Đấy, sai cũng 51. Người hơi cong cong rồi. 51. Đây, có một con Benigoi này. Đấy, đỏ hết luôn các bạn. Đấy, Benigoi rất đỏ. Đấy, thì size 48 kìa. Đấy. Có con nào bé bé đây, để toàn to. Đều như nhau, đều. Với con này thì rất là đều size rồi. À, vừa cắm đầu xuống. Đây, lô bé đây. Đấy, rất nhiều bướm cơ. Đấy, có được có 3 4 em coi đen đấy các bạn nhá. Đấy, bạn nào qua nhanh tóm lại là chắc gọi điện thì cũng chẳng chốt được đâu. Ai qua nhanh thì mới bán nhanh thôi. Chứ còn gọi điện chắc chắn là sẽ rất nhiều người gọi mà cũng không nhớ được ai với ai, chứ xong sáng hôm sau đến thì bảo hôm qua gọi đấy. Thì mình cũng chỉ biết là hôm qua gọi. Có nhiều người gọi thôi. Nên là có ít quá nên bạn nào mà chậm chân thì các bạn thông cảm. Chứ còn rất là khó nói, nhiều thì thoải mái. Đây, lô này thì nó thả lẫn cá to lẫn bé, rất to rồi các bạn. Nhìn so sánh những con to và con bé nhìn nó khác nhau một trời vực. Đây, con bé này, lô này bé size khoảng 20 đến 25. Đấy, nhìn với em to bè này mình quay gần hơn dễ nhìn này. Đấy, size đều nhỏ nhất thì phải 45 cho đến 50 51 52. Lô này nhiều con to, có lô trước mình lên thì được rất ít con to nhưng lô này rất nhiều to. Đây, đây là lô bé thì mình nhặt ra được bấy nhiêu em hàng chất lượng cao. Đấy, còn bấy nhiêu em thôi, hàng bé thôi. Đó, em kia Tancho thì các bạn chắc các bạn nhìn thấy các bạn biết rồi, nhưng mà em đấy đầu sẽ hơi bị lệch một tí, nhưng mà cái vấn đề là cái người rất là trắng, không một vết nào, tròn cân giữa đầu, có mỗi tội là đầu nó hơi bị vẹo sang phải một tí thôi. Đấy, các bạn nhìn thấy đấy, vấn đề là nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều, vẫn cứ đẹp bình thường. Nó mà đầu cân nữa thì em thấy rất là khủng, thuộc hàng khủng rồi.
quá nhiều luôn. Đấy, một khi lâu lâu không lên, một khi đã lên thì lên rất nhiều. Tại vì cái tốc độ bán hàng bên mình thì nó vẫn vậy. Đấy, chẳng qua là lên tỷ mật độ lên nhiều ít, lên ít lên nhiều thì sẽ tỷ lệ lên thì mỗi lần ít hơn. Nhưng mà lên con này đẹp quá. Quá đẹp luôn. Đấy, lên nhiều thì mình sẽ lên đấy, chục bao một. Nhìn phê quá. Quá đã luôn. Mà body lô này lên body rất là căng các bạn, căng búp luôn. Rồi, ok các bạn. Đấy, chắc mình kết thúc video đây rồi. Video cũng khá là dài. Đấy, các bạn thấy video mình hay thì bấm tiếp một like, ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và bấm chuông thông báo ngay bên cạnh để nhận những video nhé các bạn nhé. Mấy lại các bạn nào mà cần số điện thoại này, địa chỉ liên hệ thì bấm vào mũi tên ở góc dưới bên phải màn hình ấy, thì có mũi tên đấy thì các bạn bấm để xem số điện thoại, địa chỉ cụ thể các bạn nhé. Để em này đẹp quá này các bạn này. Đấy, các bạn nhìn ở ngoài nó đẹp hơn trên điện thoại luôn. Đấy, nhìn qua điện thoại nhìn nó vẫn còn bé. Rồi, ok các bạn. À, cả bé thì bên mình mini đây vẫn còn ít đây các bạn. Thì hàng rất là tầm 10 15.000 một em. Đấy. Cũng cuối mùa rồi nên không còn hàng mini mà 1.000 5.000 nữa đâu các bạn ạ. Đấy là hàng nhỏ nhất rồi. Đấy. Còn lại thì size tầm 15 20 đấy, vẫn còn. Đấy, hôm nay mình lên thêm đây. Rồi, ok các bạn. Bye bye các bạn.